Ui là trời, đẹp quá. Đại ca si tình thiệt chứ, làm biết bao nhiêu chuyện vì con Duyên này. Nè, tụi bay thấy cái hồ này không? Chỉ cần Duyên nói một tiếng thôi, tao sẵn sàng nhảy xuống liền. Bình thường ở đây có hồ đa tôn đẹp gần chết, giờ xuất hiện thêm mày hồ ly tinh nó thấy ghê quá. Mày nói chuyện gì kỳ vậy Ngọc? Nói sao? Anh bị sập bẫy đó rồi đó. Rõ ràng là để địa chỉ là đồi của gió, chị thấm mà ta. Trời ơi, chị đâu có đặt hàng đâu mà chị là nông dân, em thấy không chân lắm tao buồn. Công nhận luôn, cái tài bán hàng của mình ngày càng xuất sắc. Mày, tao tưởng là ai thì ra là mày hả, cái con mén kia. Mày tối ngày ăn no ở không rồi mày đi bơm hàng người ta hả? Nãy giờ tôi có vai diễn thì tôi nhập vai đàn ông, tôi diễn vai đàn ông thôi. Bây giờ tao không nói nhiều với mày nữa. Mày mà không lấy hết cái số hàng đó là mày lên trên TikTok của tao liền. Mày lấy hàng cho tao, cái con mén này. Con mén. Đi phòng có lộn cho mày. Đại ca, đại ca. Đại ca, đại ca.